Tập 23. Dương lão phu nhân và thần phi đâu? Nếu lúc này ta nói với sư huynh, sao vậy? Không có gì. Dương lão phu nhân và thần phi sư huynh chậm hơn bọn ta vài bước, chắc giờ đang trên đường đi. Vậy sao không về chung với mọi người? Khi họ ở trên đường bảo vệ bọn ta đã bị thương. Bị thương ở đâu? Nặng không? Không nặng. Không nặng thì tốt. Giờ không kịp rồi. Chúng ta tới cổng trại đi. Chúng ta phải bảo vệ trại cho tốt. Chỉ có thế lão phu nhân và thần phi mới quay về an toàn được. Chẳng lẽ các người ngàn dặm xa xôi tới đây bày mưu nghĩ kế vào trại ta là để du sơn ngoạn thủy à? Không phải, không phải. Lần này bọn ta đến mục đích chủ yếu là chiêu hàng. Chỉ cần các vị đồng ý bỏ tối theo sáng, góp sức cho Trụ Quốc, thì Trụ Quốc ắt sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Gì mà Trụ Quốc hay không Trụ Quốc, chỉ là Du Văn Chỉ mà thôi. Ngươi xem hắn là nhân vật lớn, chứ bọn ta chả quan tâm. Còn ngươi nữa, là người trong võ lâm mà lại đầu quân cho quan phủ, tàn hại đồng đạo. Ngươi không sợ bị người thiên hạ cười nhạo sao? Còn nữ nhân đó vô duyên vô cớ làm kẻ phản bội là có ý đồ gì? Ta ấy à, chẳng gì gì đặc biệt. Ta chỉ muốn đòi lại tính vật hải thiên nhất sắc từ Lý đại đương gia. Nói ra thì buồn cười, nếu không nhờ cốc trang chủ cho biết, ta còn chẳng biết phái Minh Phong có quan hệ không bình thường với ông ấy, càng không biết tính vật ở trong trại. Ta bảo này ả kia, quan nói bậy bạ gì thế? Gì mà hải thiên nhất sắc, không hải thiên nhất sắc? Năm xưa Minh Phong lâu vì để giấu hải thiên nhất sắc, lão lâu chủ đã phái ngư lão đích thân ra tay. Nhưng ông ta cũng vì thế mà trúng độc thấu cốt thanh của địa sát liên thận. Thấu cốt thanh là một trong tám đại kỳ độc thiên hạ. Lão già sống dai này vốn là không còn sống được nữa, nhưng lão thâu chủ vì để kéo dài mạng sống cho lão đã đưa lão ẩn náu trong 48 trại. Lão già này không ngờ lại sống được tới khi râu tóc bạc phơ. Nếu không giết, chắc lão chả chịu chết đâu. A Phỉ, dạo trước gián điệp Minh Phong ta truyền tin tới, nói 48 trại ta xuất hiện một truyền nhân của Nam Đao rất đáng gờm, tự tay giết Thanh Phong chủ Trịnh La Sinh. Lúc đó ta còn tò mò rốt cuộc là đao thủ nào. Giờ xem ra cao thủ này là cô nhỉ? Gì cơ? Là cháu giết ma đầu núi Tứ Tượng. Rốt cuộc bà muốn nói gì? Ta muốn nói gì cô tự biết rõ. Lý đại đương gia đúng là nhìn xa trông rộng, lấy danh trừ hại cho dân, nhưng lại thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Im đi, cô còn ở đây nói là mê hoặc.
Có tin ta chặt cô làm tám khúc không? Các vị trưởng lão, các người cũng ngây thơ quá đấy. Nếu ta đoán không sai, tính vật Hải Thiên Nhất Sắc, Đại Đương Gia có một cái, Trung Võ Tướng Quân Ngô Phí có một cái, Sơn Xuyên Kiếm khi xưa chắc chắn cũng có một cái. Còn cái này, 89 phần là rơi vào tay Trịnh La Sinh. Đại Đương Gia ra tay trước, đón đứa bé mồ côi Ngô Thị về, rồi tìm đại một lý do phái con gái ruột đi, tìm được Trịnh La Sinh, giết người ra oai không thiếu bước nào. Hiện giờ Đại Đương Gia chắc chắn đã có đủ ba tính vật, không chừng còn tìm được nhiều hơn. Đúng là thủ đoạn hay thật. Ăn nói sang bậy, có nói bậy không? Cô về hỏi là biết thôi. Cũng gần tới giờ rồi, đội quân dưới núi của chúng ta chắc sắp đánh lên đây. Mau kéo vào. A Thịnh, các vị sư huynh, địa sát trong rừng cấm đã rút, những nơi khác trong trại cũng không phát hiện bóng dáng kẻ địch. Có điều vẫn còn một đám thương lang hùng hậu đang lên núi, tiến đến gần cổng lớn bên ngoài. A Phỉ và các trưởng lão đâu? Chu sư tỷ và các trưởng lão đang nhằn coi với Khấu Đan và Góc Thiên Hiển trong rừng bên sông Tẩy Mặt. Đây chắc chắn là mưu kế của kẻ địch. Chúng ở bên sông Tẩy Mặt kìm hãm các trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ của 48 trại, sau đó nhân lúc chúng ta phòng thủ yếu ớt, cố tiến công từ cổng lớn bên ngoài. Nếu là thế thì 48 trại chúng ta bị địch dây tứ phía rồi. Chỉ đành tìm đường khác thôi. Bạch sư đệ, để đi báo tin với trưởng lão và A Phỉ, nhớ kỹ phải phô trương thanh thế, to giọng nói với mọi người bên mình đã diệt sạch kẻ địch và đoạt lại cổng lớn bên ngoài. Vâng. Đặng sư huynh, phải mau chóng đoạt lại cổng lớn bên ngoài. Dân Kiêu, cấp tốc sắp xếp người khôi phục phòng thủ chỗ cổng trại. Vâng. Số đệ tử còn lại đem theo vũ khí của mọi người theo ta đoạt lại cổng lớn bên ngoài. Vâng. Rốt cuộc các vị muốn chết hay muốn sống là dựa hết vào mọi người. Hôm nay ta nói hết ra đây. Thứ nhất, mời các vị buông hạ vũ khí, ngoan ngoãn quy hàng. Thứ hai, xin Chu cô nương giao đồ lấy được từ trong tay người Ngô gia và Trịnh La Sinh cho ta. Thứ ba, làm phiền các vị gửi một lá thư cho Lý Đại Đương gia, bảo bà ấy mau quay về, ngoan ngoãn giao ra tính vật Hải Thiên Nhất Sắc trong tay mình. Không khắc khe chứ? Không khắc khe, không khắc khe tí nào. Cẩu tặc, làm hết cho ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi một tiếng cha, rồi khấu đầu 10 cái theo kiểu con thảo cháu ngoan, Sơn Hải, Sơn Hào gì đó, đều đem tới cho ngươi. Báo cáo các vị trưởng lão, rừng cấm đã bố trí xong, địa sát ở đó đã bị giết sạch. Báo, đệ tử Minh Phong trong trại đã bị diệt trừ, dây khiên cơ trong rừng cấm đã dẹp. Báo, đã đoạt lại cổng lớn bên ngoài, thương lang dừng bước ngoài cổng, đã bố trí canh phòng xong. Địa sát cũng chỉ có thế, chẳng chịu nổi một đòn. Xem ra tình hình địa sát không ổn rồi. Sai, không phải không ổn, mà là rất không ổn. Bắn tên.
Trang chủ, các công tới đây không dễ gì. Hay ông vào uống ly trà, mình ngồi xuống từ từ nói. Ngươi, Chu cô nương nói câu này mềm mỏng mà cương quyết, có khí phách, ta thích. Chuẩn bị rút. Muốn rút thì phải nhanh. Vì sao? Ngươi lão còn để lại một chiêu, sau khi khiên cơ đóng, sau một canh giờ sẽ mở lại. Sao cô không nói sớm? Ta tưởng trận này ắt thắng, vốn không nghĩ tới sẽ phải rút từ sông tẩy mặt. Các huynh đệ, chúng muốn chạy, bảo vệ cho ta, đừng để chúng chạy. Đứng lại, ông đây còn chưa đánh đã, đứng lại cho ta. Trương sư bá, hiện tình thế chưa rõ ràng, gặp đường cùng chớ đuổi, chớ đuổi là không đuổi, không đuổi là trơ mắt nhìn kẻ phản bội chạy mất. Đặng sư huynh thống lĩnh canh phòng 48 trại, gặp phải chuyện khẩn cấp, hành sự kính tiếng là được, hoàn toàn không cần phải khô chiên giống trống báo cáo tình hình. Nên cháu đoán, họ chỉ phô trương thanh thế thôi, đúng không? Phải, là Lý Thịnh sư huynh bảo bọn ta tới. Các người to gan quá đấy. Họ Trương kia, ta thấy ông sống nửa đời mà chẳng tiến bộ gì. Trừ việc sổ ra ông chỉ biết cắn người, còn không hiểu chuyện bằng một cô nhóc. Ta đâu biết là họ phô trương thanh thế. Người đâu? Tăng gấp đôi nhân lực canh phòng sông tẩy mặt, xét núi dọn tàn cuộc, đừng để lại Dương Nghiệt Minh Phong nào. Dân Phỉ nha đầu, theo ta về trưởng lão đường. Mẹ cháu không ở đây thì cũng nên xem cháu là người lớn rồi. Cháu muốn tới Giang Tâm Đình xem thử. Trước đó bọn Khấu Đan phá hoại khiên cơ, cháu muốn đảm bảo khiên cơ khởi động lại, tiện thể đưa Ngư lão về. Bên trong có tiếng đánh nhau, mọi người nghe lệnh, lập tức xông vào. Đóng cửa. Chống đỡ. Đóng cửa. Mau, đóng cửa. Có sao không? Không sao. Đóng cửa rồi, giờ phải làm sao? Bố trí lại, giữ chặt cổng lớn bên ngoài. Chúng nội ứng ngoại hợp, người bên trong biết ở bên ngoài bị chúng ta đẩy lùi, chắc tạm thời sẽ không manh động. Thế này đi A Thịnh, chỗ này giao cho ta, để đưa đệ tử bị thương mau chóng đi chữa trị, để phòng chúng tập kích. Được. Sở Sở tỷ, tỷ nói xem, ca ca ta và A Phỉ sẽ không gặp chuyện gì chứ? A Nghi, muội biết đệ tử bị thương được thu xếp ở đâu không? Hình như họ ở khu cho người bị thương. Vậy muội mau đưa ta đến đó, ta biết chút y thuật, chắc là giúp được. Nhưng mà A Phỉ bảo chúng ta ở đây mà. A Nghi, giờ mọi người đều làm việc trong khả năng của mình, không có ai nhàn rỗi. Lúc trước luôn là mọi người bảo vệ ta, giờ 48 trại gặp nạn, ta cũng phải góp một phần sức. Thôi được, ta đưa tỷ đi. Vị, sống chết khó lường, ai cũng có số.
Hù chết ta rồi. Làm gì thế? Nhà đầu này sao lại tới nữa? Phiền quá mà. Tay ông ấy vẫn còn ấm, chắc còn cứu được. Mau tìm người cứu mấy đi. Đi đi. Thấu cốt thành, đứng đầu kỳ độc thiên hạ. Người chết sắc mặt tái xanh nên có tên gọi đó. Với ta mấy chuyện này làm gì? Tương truyền Quy Dương Đan giải được độc này, nhưng người uống vào cực kỳ thiếu nước, cả đời chỉ có thể sống ở nơi có độ ẩm cao. Nên sau khi người chết, trong thời gian ngắn, cô sẽ thấy tay ông ấy vẫn ấm. Tịnh tâm lại, lấy ra từng chút tạp niệm trong đầu, dứt hết, con sẽ cảm nhận được phương hướng ở đâu. Nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận. Tịnh tâm lại. Báo cáo trang chủ, trên núi truyền đến tin chiến đấu. Minh Phong thâm nhập thất bại, đang cùng cốc trang chủ xuống núi. Cổng lớn bên ngoài và cổng trại 48 trại đều đã bị đoạt lại. Lui đi. Vâng. Trại chủ, giờ phải làm sao mới được? Đừng vội. Đối mặt với cường địch như 48 trại, sao ta không để lại chiêu sao cho được? Huống chi chúng ta còn trụ quốc trợ oai. Từ giây phút này, để trừ tận gốc mối họa phản kháng, dù là nam nữ già yếu gì cũng bắt giam hết tất cả. Tăng thêm người canh giữ kho lương trấn Xuân Hồi. Ngoài ra bắt từng nhà từng hộ giao nộp hết lương thực. Một hạt gạo cũng không cho 48 trại. Dân, mấy người lục xét từng nhà từng hộ cho ta. Dân, cắt đứt kho lương trấn Xuân Hồi, ta xem 48 trại còn chống đỡ được bao lâu.
Thiên cơ quả nhiên có vấn đề. Chu sư tỷ, đệ tử dưới núi truyền tin, đó là Du Văn Chỉ đem binh lính riêng đang dây quét thổ phỉ trắng trợn. Hắn muốn đổ tội cho 48 trại, có không ít người bị giam lại. Dây quét thổ phỉ trong trấn toàn là lão bách tính, dây quét thổ phỉ đâu ra? Y như rằng xem ra chúng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Để sát bắt tay với binh lính riêng của Du Văn Chỉ, lần này chắc chắn chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Xem ra ắt có trận chiến ác liệt. Sự việc nghiêm trọng, sư tỷ có gửi thư cho đại đương gia để người mau về trại không? Giờ ta còn chẳng biết mẹ ta ở đâu, chứ nói gì tới gửi thư. Giờ địa sát bắt tay với người của Du Văn Chỉ tấn công 48 trại, tin tức ắt hẳn sẽ tự lan ra, nhanh thôi sẽ đến tay đại đương gia. A Phỉ, thời gian cấp bách, cô mở lại thiên cơ trận trước, đảm bảo an toàn cho 48 trại, rồi chúng ta cùng mọi người bàn bạc đối sách. Bạch sư đệ, giờ đệ đi triệu tập mọi người tập hợp ở trưởng lão đường, chờ ta mở lại thiên cơ sẽ đi gặp mọi người. Dân tám trại. Sư đệ, ngồi đây nghỉ lát đi. Sư đệ, lại đây chăm sóc chút. An Yên, muội có sao không? Sở sở cô nương, An Yên bị sao vậy? Cô ấy không quen mùi này lắm, ra ngoài trước rồi. Sao cô tới đây? Ta biết chút y thuật, muốn tới giúp đỡ. Quynh bị thương rồi. A Thịnh, Quynh mau ngồi xuống, ta làm sạch vết thương cho Quynh. Ta không sao, đây chắc là máu của người khác, thế cũng phải làm sạch. Xin lỗi, ta vốn tưởng rằng về 48 trại là sẽ an toàn, không ngờ lại như thế. Huynh đừng nói vậy, đây không phải lỗi của huynh. Khi ở Hoa Dung, A Phỉ giúp ta giết Cù Thiên Tấn, nhưng cũng không xóa bỏ được nỗi hận trong tim ta. Ta biết người hại chết cha mẹ ta không phải mình hắn, mà là cả địa sát. Giờ 48 trại lại thế này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Sở sở cô nương, cô vốn nên tránh xa giang hồ, không nên đánh thù hận mà sống. Thời buổi bây giờ đã thế này, còn ai sống yên ổn được đâu. A Phỉ từng nói với ta, đừng sợ chuyện xảy ra, ăn nói quan trọng hơn mạng sống. Ta phải có câu trả lời cho người nhà và bằng hữu của mình, cũng phải trả lời cho bản thân ta. Ta đi xem thử đệ tử bị thương. Ta kiểm tra giúp huynh. Đại trang chủ, ta vốn định tấn công bất ngờ, nhưng không ngờ chúng lại giữ được cổng lớn bên ngoài. Nếu không vì thế, ta đã giành được 48 trại lâu rồi. Tứ hải cộng ngưỡng, 48 trại dễ thủ khó công, muốn đánh hạ không phải chuyện dễ. Chúng ta còn bố trí trước sau, không vội. Còn cô nữa, khấu trưởng môn, thiên cơ thế mà lại chưa hoàn toàn bị phá, còn mở lại sau một canh giờ. Ta cũng đâu ngờ lão già đó giữ lại chiêu sao, thiên cơ bị phá mà còn miễn cưỡng vận hành được.
Chuyện này không trách cô ta hết được. Nếu có người đem binh lính tới đúng giờ lên núi hội họp, thì chúng ta đã hăng hái làm một mạch, giành được 48 trại rồi. Phạm Trang chủ, ngài cũng cấp tiến quá mức đấy. Binh của ta chưa tới, ngài đã vội tấn công. Giờ đã bứt dây động rừng rồi. Được, vậy tiếp sau đây mong chủ quốc chỉ giáo thêm. Tập trung tinh thần, tưởng tượng nếu lúc này Ngư lão đứng đây thì sẽ mở thế nào. Được à? Đừng buồn quá, Ngư lão thấy sẽ đau lòng đấy. Thật ra ông ấy dạy ta rất nhiều thứ.
Tuy là mọi người đều cho rằng Ngư lão từng là thám tử xin tiền như mạng, vì tiền mà bán mạng. Nhưng từ khi ta quen ông ấy tới giờ, ông ấy luôn đối xử công bằng tốt bụng với mọi người. Ta nghĩ sau khi ông ấy trúng độc, chắc chắn là vô cùng hối hận vì những chuyện trước đây mình làm, nên mới quyết định ở lại 48 trại, thay đổi triệt để, làm lại con người mới. Thiên cơ trận là thứ ông ấy canh giữ cả đời. Chỉ cần thiên cơ còn thì ông ấy chắc chắn vẫn còn. A Phỉ, 48 trại với cô mà nói rất quan trọng phải không? Tất nhiên. Nhưng ta thật không đáng tin, mọi người đều xem ta là trẻ con. Mỗi khi tới thời khắc nguy ngập, chị sẽ bảo ta mau chạy đi. Sau khi cô lớn khôn lên người, thì mọi cánh tay nâng đỡ cô sẽ từ từ bỏ ra. Cô phải tự trải qua vô số trắc trở. Cô cảm thấy mạng mình đặt trên lưỡi dao, mỗi giờ mỗi phút đều không thể buông lỏng. Nhưng cô có biết đây đã là may mắn lớn nhất trên đời không? Cô nắm đao bén trong tay, chỉ cần lưỡi dao hướng về trước là có thể chém sạch trong gai, không nơi nào không thể đi. Thế còn chưa đủ may mắn sao? Thời buổi bây giờ, ai mà chưa từng tan nhà nát cửa? Cô có biết đa số người do bị hạn chế bởi xuất thân hoặc bị hạn chế bởi tư chất, chỉ đành phó mặc cho số phận, không được tự chủ. Nhưng cô vẫn có thể lựa chọn. Ta đã chọn xong rồi. Anh hùng đây chỉ cần nhìn về phía trước, nhìn người còn sống, nhìn đường sống. Chu Nữ Hiệp, đừng kích động, chúng ta còn phải tới trưởng lão đường. Đúng, chờ ta chiếm đầu hung thủ xong thì an táng một lượt. Thức Vũ Ngân Chính, giờ chúng ta phải phái thêm người bảo vệ mỗi một trạm gác. Tuy là Địa Sát và Du Văn Chỉ có hành động lớn ở trong trấn, nhưng đó có thể là một mồi nhử. Nên giờ chúng ta nên lấy bất biến ứng phó dạng biến mới được. Mới được gì chứ? Ta ghét nhất là nghe bất biến ứng phó dạng biến của ông đó. Giờ người ta đã cắm đóng ganh trại dưới chân núi mình rồi, ngay dưới mũi mình, mà mình lại án binh bất động, trốn trong sân trại làm rùa đục đầu. Ông nói ai là rùa đục đầu? Nói ông đó. Giờ không rõ tình hình kẻ địch, hành vi nông nổi sẽ chỉ gây tổn thất lớn hơn. Không có gan thì nhận đi, viện cớ làm gì? Hai vị sư bá, cãi giả cũng chẳng được gì, không giải quyết được vấn đề. Thôi thôi, không gây với ông nữa. Đừng giận, đừng giận. Chúng ta tịnh tâm lại, nghiên cứu kỹ xem nên ứng phó thế nào. Ta thấy Địa Sát và Du Văn Chỉ đi đánh trấn Xuân Hồi, mục đích ở phía sau không đơn giản. Theo ông nói, trấn Xuân Hồi với 48 trại mình mà nói cũng là lối để qua lại thư từ. Quan trọng hơn là vận chuyển lương thảo. Chẳng lẽ chúng muốn cắt đứt lương thảo của 48 trại để chúng ta không thể tiếp tế? Vậy chúng ta gây to rồi. Phải, nhưng chúng ta cũng không thể quên, vừa bách tính trấn Xuân Hồi đã bị chúng xem là thổ phỉ mà dây quét. Người thì bị bắt, kẻ thì bị giết. Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc làm ngơ, thấy mà không lo sao? Thế cũng chẳng trượng nghĩa gì hết. Đây, cháu có cách. Một tiểu nha đầu như cháu mà cứ hay mở miệng. Được được, bọn ta nghe thử cháu có cao kiến gì. Cháu nói xem ứng phó thế nào. Trương sư bá, giờ theo cháu thấy, nếu mà cố thủ 48 trại thì lương thực tích trữ bây giờ còn trụ nổi một chốc lát. Nhưng bách tính trấn Xuân Hồi e là gặp tai ương rồi. Vậy cũng đành thôi, 48 trại không thể bị quỷ trong tay chúng ta. Giờ chỉ có nước canh giữ trại, nghĩ cách bổ sung lương thảo. Còn bách tính dưới núi chỉ đành thắt lưng buộc bụng thôi.
Thế không được đâu Triệu sư bá. Nếu không có bách tính dưới núi xem chúng ta như người thân, không hề phân biệt đối xử, thì đã không có 48 trại như chốn Bồng Lai bây giờ. Lúc nguy nan, sao chúng ta bỏ mặc họ không lo được? Thế nên người để cháu cứu. Nói hay lắm A Phỉ, ta tin tưởng cháu. Khi nào xuống núi cứu người, chỉ nghe một câu của cháu, họ Trương đây lập tức đi triệu tập nhân lực dạy dỗ đám cẩu tặc đó. Khoan đã, Trương sư bá, dưới núi binh lính và người của địa sát rất nhiều. Nếu lúc này mình đưa đội quân lớn xuống núi hết, canh phòng bên trong 48 trại trống rỗng, cháu lo chúng sẽ thừa cơ xâm nhập. A Phỉ, hai cách đều không được, rốt cuộc làm sao mới được? Ta xuống núi bắt giặc bắt vua trước. Ta đi bắt Vua Văn Chỉ trước, dùng hắn đi uy hiếp địa sát và binh lính. Thế thì vừa bảo vệ được lão bách tính, vừa giữ được 48 trại. Nhưng dưới núi có địa sát trấn thủ và cả binh lính của Vua Văn Chỉ. Ta muốn hỏi cháu làm sao để bắt vua? Dưới núi có Minh Phong, địa sát và binh lính. Đám người không dính dáng nhau này gom chung lại, cháu không tin chúng không nảy sinh hiềm khích. A Phỉ, muội muốn, tuy ta không rõ tình hình cụ thể, nhưng sẽ tùy cơ ứng biến. A Phỉ, thế cũng không được, quá nguy hiểm rồi. Nếu mẹ cháu mà biết thì ác không cho cháu làm vậy. Mã Thúc, đừng có lôi mẹ ta ra đây nữa. Giờ mẹ ta đã xuống núi, ai biết giờ bà ấy đang ở đâu chứ? Nếu chờ bà ấy về chắc là không kịp đâu. Mã Thúc, Thúc chuẩn bị cho ta 10 đệ tử tinh anh, cùng ta xuống núi bắt Vua Văn Chỉ. Được. Tình hình trên núi dùng tên kêu để báo. Được. Vậy chúng ta hành sự theo kế hoạch. Mọi người báo trọng vào. A Phỉ, nghe nói cô muốn xuống núi bắt Vua Văn Chỉ. Cô nghe nói vậy, ai mà lanh chanh thế? Cho cô thứ này. Sở Sở, đây là thứ quý giá trên người cô. Ta, lần này ta xuống núi, có thể sẽ một đi không trở lại, để trên người ta có lẽ nguy hiểm hơn. A Phỉ, thứ này đúng là quý giá, nhưng nếu cô không thể trở về thì 48 trại cũng không giữ được. Chiếc khóa này càng không an toàn. A Phỉ, ta chỉ tin tưởng cô. Yên tâm, sống chết không phụ lòng. Ca, nghe nói Vua Văn Chỉ có kết với địa sát, muốn gây bất lợi cho 48 trại. Giả Phỉ xuống núi bắt tên cầm đầu, muội cũng muốn đi chung với mọi người bảo vệ 48 trại. Đừng đùa nữa. Có phải huynh lại muốn khuyên muội đừng đi không? Không phải. Lần này ta có một nhiệm vụ bí mật quan trọng hơn muốn giao cho muội. Nhiệm vụ bí mật? Muội có còn nhớ con đường nhỏ xuống núi thường cùng A Phỉ chạy đi chơi không? Con đường mùi ấy đưa chúng ta về đó. Mùi men theo đường đó, giao lá thư này cho gián điệp trấn Hàng Thủy lân cận, để họ đưa cho cô phụ. Ta đã nói vắn tắt tình hình trại trong thư, tin là cô phụ nhận được sẽ lập tức đem binh tới chi viện. Việc nhỏ như đưa thư, vì sao lại giao cho mùi? Giao cho người khác được rồi mà. Mùi muốn đi bố trí với huynh. An Nhiên, chuyện này không nhỏ đâu. Ta phải giao cho người đáng tin. 48 trại ngàn cân treo sợi tóc, có sống được hay không phải nhờ vào muội. Mọi người đều đang vì trại
mà liều chết chiến đấu. Được, ca, muội nhất định sẽ đưa tới. Huynh phải cẩn thận. Ta tin muội sẽ không làm ta thất vọng. Đi về hướng nam 30 mét. Chỗ này toàn là nhà. Rồi đi về hướng bắc. Chu Lạc Đường, tới đông nam tây bắc cô còn không phân biệt được. Đến trấn Xuân Hồi có tìm được Du Văn Chỉ không? Ngươi cho ta nghiên cứu một đêm, ta không tin ta không nhìn ra được gì. Hay ta đi cùng cô nhé. Lần này ta đảm bảo không nói nhiều. Không cần cảm ơn ta, cùng lắm là lấy thân báo đáp thôi.